Hôm nay là ngày 12 tháng 10 năm 2023. Mình có cái chuyến đi công tác qua cái tiểu bang Indiana. Thì mình đang trên con đường tới cái phi trường, mình đón máy bay, mình bay qua bên đó. Mình đang tới cái phi trường ở Richmond. Mình vô mình đón chiếc máy bay, mình bay lên cái tiểu bang Indiana. Nên bây giờ mình đang chuẩn bị đi vào chiếc máy bay. Tiếng Mỹ là gọi là check-in chiếc máy bay. Rồi từ này mình bay tới Atlanta và từ Atlanta mình bay tới. Mình đã tới Atlanta rồi, mình đứng ngay cái cổng là C14. Một tí xíu nữa là khoảng 3 giờ rưỡi mình sẽ bắt chuyến máy bay bay lên Indiana. Nơi đây mình sẽ có một cuộc đi công tác. Này là cái phi trường ở Indianapolis. Đây là cái nơi nó bán đồ ăn rất là đẹp quý vị. Quý vị chúng ta về xem một tí xíu. Người ta đi qua đi lại rất là nhiều. Cái bây giờ thì mình đang tới cái chỗ mướn xe. Để cho mình lấy chiếc xe rồi mình chạy tới cái khách sạn của mình. Mình đang đứng cái chỗ mướn cái xe. Cái hãng mướn xe gọi là Enterprise. Và mình sẽ mướn chiếc xe và mình tới khách sạn. Ở đó mình sẽ ngủ 1-3 đêm để mình tham dự cái cuộc hội nghị về kỹ thuật của cái công ty. Bây giờ là mình đang trên con đường đi tới cái hãng xe Enterprise để lấy chiếc xe. Mình đã làm giấy tờ xong rồi, giờ mình tới cái trụ sở này, nó sẽ đưa mình một chiếc xe. Này là chiếc xe mình mới mướn, xe này chiếc xe RAV4 giống như chiếc xe nhà của mình. Chiếc xe rất là đẹp, màu đỏ. Ok, cho quý vị xem. Mình mới lấy xe tới cái khách sạn và mình mới check in. Này là cái khách sạn của mình. Cho quý vị xem tí xíu cái khách sạn của mình. Tối nay mình ngủ ở đây, ngày mai mình tới cái hãng. Mình có một cái buổi họp về cái kỹ thuật trong cái hãng. Đây là trong cái trường đại học này quý vị. Quý vị cũng cho quý vị xem là cái hotel trong cái trường đại học. Lâu lắm rồi mình mới vô trong cái trường đại học.